con đong chân về phía sau. Thả bước chân phải sang tay phải, giữ gót chân vân tay trái mắt nhìn theo tay. Mình tự cộng tiền mình trả là thừa nó chỉ vũ cho mấy. Thế vân tay chân thì trả, cái lúc về công ty nó trả cái mỗi sao. Hỏi nó chạm khử tay bên trái, em không nhầm. Thế vừa này thế là nó gọi những chi của thời để làm sao chứ. Hỏi nó chạm khử tay bên phải, bảo chị ngay không quên ấy. Bảo rồi đấy, cười vân tay cho em. Thở cuộn nối lại chạm khảm tự nhiên gỡ chứ. Hít vân căng chân lên. Thở cuộn nối lại chạm trán. Hít vươn lên. Thở gập ngang gối trắng chạm sàn. Hai hít vươn lên. Thở hạ xuống đẩy khí thấp chạm lại. Ba hít vươn lên. Thở hạ xuống lần cuối cùng. Hít vươn lên. Thở hạ chân xuống hít vào. Hít vào trở về tấm lắng. Thở ra trụ bốn chi. Hít vào trườn lên rắn. Thở ra trói vỗ mình. Hít vào bước chân trái lên, hai tay lên. Thở hai tay lên ngang ra đi. Hít vào hạ tay trái, vươn tay phải lên. Thở hạ tay phải, vươn tay trái, hít nhìn sang tay. Ơ hai đứa nào, ba đứa nào tập thể dục. Chị gì đó. Thế như thế này. Đang ngang chưa? Chưa, chị không đọc ngang đâu. Thế nào? Ừ, sao